khi vào pizza thì tôi chỉ muốn nói là màn 5/1 và 5/2 tối của tôi hơn một tiếng để qua đấy, đủ để hiểu cái mốt này nó khó như thế nào. Bé Anna, tại sao các bạn không share và sub cho kênh của tôi nhỉ? Mà một có thể coi như là một trong những màn khó nhất, tại vì chiến vài giây thôi là team Domi sẽ có thể xấy toàn bộ chậu cây của bạn, trong khi bạn không thể đặt một chậu cây mới. Nani? Một khi bạn để mất nguyên hàng cây thì bạn chỉ có thể chơi lại. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh,
xong được cái mốt này.